Hello, xin chào các đồng chí, anh chị, các bạn thân mến của Lê Minh từ miền đất mũi Cà Mau, quê hương đất nước của cuối bản đồ của Việt Nam. Anh chị các bạn thấy đất mũi Cà Mau đang mừng đón xuân rất là tưng bừng và náo nhiệt. Cờ đỏ tung bay khắp nơi, trên mỗi góc phố và góc nhà, mỗi nơi hết, để chuẩn bị đón một mùa xuân tươi thắm. Anh chị các bạn thấy hàng ngày xưa mà nói về đi về Cà Mau đó, hay là đi về U Minh Hạ, nói đi Cà Mau là U Minh Hạ là gầu, là thối ruột, là đi xuống đó giống như là khai quang, rồi đi làm, đi cuộc sống vất vả, lao động rồi. Bây giờ các bạn thấy quê hương đất nước Việt Nam phát triển cực kỳ, mà những cái đám xuyên tạc chống phá đất nước, các bạn thấy tụi nó sử dụng mọi thủ đoạn, nó xuyên tạc, nó dùng những cái truyền thông thổ tả của tụi nó để nó phá hoại cái đất nước của mình. Anh chị em các bạn thấy mấy chục năm nay rồi, nó có yêu dân thương nước gì đâu. Nó muốn đạp đổ cái bát cơm của người dân Việt Nam trong nước mình. Nó muốn đất nước mình phải chiến tranh loạn lạc, đói nghèo, khổ. Mà trong khi đó các bạn thấy Đảng Cộng sản Việt Nam lái cái con thuyền vận mệnh đất nước từ một đống gạch vụn. Và ngày hôm nay các bạn thấy nhà nhà người người đô thị thành phố mọc lên, nông thôn đô thị quá mọi nơi hết, xưng về. Các bạn thấy cái kinh tế Việt Nam nó phát triển mặc dù ảnh hưởng Covid toàn cầu, nhiều quốc gia như Mỹ các bạn thấy tơi bời bả lá, dân thì nhiễm dịch, mạnh thằng nào lấy lo, hồn ai nó giữ, chết thì lăn đùng ra. Trong khi đó Việt Nam các bạn thấy cơ quan nhà nước, Tết vẫn đến rồi, biết bao nhiêu những chiến sĩ công an, biết bao nhiêu những người làm trong những cái ngành cơ quan nhà nước hiện giờ phải túc trực từ mọi ngõ ngách của thành phố để làm sao mà kiểm tra được bệnh dịch, để bảo vệ được cuộc sống bình yên cho người dân của mình. Các bạn thấy các bạn có một cái thể chế rất là tuyệt vời. Tôi sống ở đất Mỹ mấy chục năm rồi, cái kinh nghiệm của tôi nói gì các bạn biết. Ở bên ngoài nó chỉ là cái bề nổi thôi. Những cái dân chủ, hệ thống dân chủ, rồi nào là nhân quyền, rồi đa nguyên đa đảng, nó chỉ là bịp bợm thôi. Ở ngoài nhìn thấy thì hào nhoáng, chỉ có mấy cái tên ở trong nước, nghe mấy cái đám chống cộng ở hải ngoại lên mạng rồi cho ăn cái bánh vẽ, ngồi đó mê thôi. Các bạn thấy có một quốc gia nào mà tự do ngôn luận giống Việt Nam không? Một số những thành phần cán bộ đảng viên bất mãn chế độ mà vẫn ăn lương hưu của chính phủ, của nhà nước nhé, vẫn ăn lương hưu, như cái ông mà Nguyễn Thanh ở ngoài Thanh Hóa đó, các bạn thấy ông lên ông để cái khẩu hiệu của ông là ông ủng hộ Trump, support Trump đồ này kia, các bạn thấy khủng khiếp không? Ông lên ông chửi chính quyền, ông chửi cơ quan nhà nước tối ngày sáng đêm, ông chửi bao nhiêu năm nay rồi tôi thấy ông chửi á, thấy ông chửi mà nóng lanh luôn á. Mà ông ngồi đó ông mơ tưởng về một cái đất nước xã hội Mỹ mà ông có biết Mỹ con mẹ gì đâu. Rồi nào là Nguyễn Văn A, rồi mấy cái tên mà dân chủ cũi, cái tên mà gọi là lưu manh giả danh trí thức, đâu phải thằng nào học ra kỹ sư tiến sĩ là thằng đó là đàng hoàng hết đâu. Có nhiều thằng nó ảo tưởng các bạn. Các bạn thấy ngay cả Ngô Bảo Châu cũng vậy, phát biểu những cái câu rất là sốc. Một cái người bởi vì có đức mà có tài mà không có đức thì nó cũng vô dụng. Con người nó phải có tâm, có tầm mới phục vụ được đất nước. Chứ không phải là mình học được cái văn bằng tiến sĩ hay là một cái pha học gia gì đó, một chuyên môn, một ngành nào đó là bắt đầu đi ra chống phá rồi nói tầm bậy tầm bạ, phát ngôn bừa bãi. Nó đâu phải như vậy. Các bạn biết con đường chính trị mà những người mà người ta yêu nước thật sự nó vất vả trăm bề. Các bạn thấy một người như Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, các bạn thấy rất là thương. Có một người nào mà làm việc chăm lo đời sống của người dân, luôn luôn phong pha ngoài tiếng đầu, đang hội họp phải bỏ hết. Những người hữu tướng, những người ngay cả ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc rồi Bắc Trọng rồi, các bạn thấy Chủ tịch nước rồi, Tổng Bí thư rồi, luôn luôn tìm đủ mọi cách để đặng mà tạo ra một cái cuộc sống cho người dân
cơm no áo ấm hàng ngày. Còn cái chuyện nghèo khổ thì tôi nói chuyện với bạn, nó là một cái chuyện bình thường trong một cái xã hội. Thằng Mỹ nó giàu như vậy đó, bề ngoài như vậy, nhiều dân dân Việt Nam qua đó không phải chui vô rừng để ở, môi hang hóc ra để ở. Các bạn thấy, còn một đất nước mình, cái người nghèo người ta luôn luôn phải cố gắng, người ta tìm đủ mọi cách để người ta phấn đấu lên. Các bạn thấy những cái tam quyền phân lập của nó, chính trị của thằng Mỹ bây giờ nó lòi cái bộ mặt thật của nó ra hết rồi, toàn là xảo trá và bịp bợm. Rồi mấy cái đám dân chủ cụi, mấy cái đám mà yêu nước nửa mùa, chẳng ra con mẹ gì hết, lên mạng thì nó tầm bậy tầm bạ không. Anh chị các bạn thấy đó, bởi vì nhiều khi lên trên mạng này có những người tôi thấy họ suy nghĩ làm sao, đầu óc của họ bị cái gì, mình chỉ thấy tội cho họ thôi. Anh chị các bạn thấy họ quan tưởng một cách rất là nặng nề, họ không nhìn vào cái sự thật, trong khi đất nước đang yên bình như vậy. Đây, bây giờ ra khỏi cái khu thành phố, các bạn vùng ngoài là Cà Mau thì nó hơi vắng vẻ anh chị các bạn thấy không, đấy, nhưng mà đi ở trong cái vùng thành phố người ta chen chân chật ních. Bữa nay 30 Tết người họ lo sắm sửa cho cái ngày cuối cùng của đêm giao thừa tối nay, có nơi nào bằng như quê hương đất nước mình đâu anh chị các bạn. Tôi không hiểu tại sao có những kẻ lại nhẫn tâm đi lên trên mạng ngồi đó xuyên tạc chống phá đất nước. Các bạn thấy những cái khu đô thị mới đang chuẩn bị xây dựng đồ lên hoành tráng không? Cuộc sống nó luôn phải đứng trên đôi chân của mình mà phấn đấu lên chứ, đâu phải mà cái ngồi đó bắt ông chính phủ phải làm cái này kia làm cái nọ cho tôi. Để mình chỉnh cái máy lại mình like tiếp nha anh chị các bạn. Đấy, chỉnh nó đâu rồi, sao tự nhiên chạy ra đây à. Bây giờ thấy được cái mặt mâm của mình nè, mấy ông này mấy ông này mình giấu cái mặt mâm của mình. Hôm nay mình quay qua cái mặt mâm của lúc này mình giấu mặt mâm của mình nhiều lắm, là mình đi đến đâu cũng bị dí. Đi ở bên Mỹ mình cũng bị chống cộng dí, ở bên Việt Nam mình cũng bị mấy thằng mà yêu nát nó dí mình nữa, nó đang săn lùng mình. Bởi vì gầu ghê vậy, yêu nước thì không biết yêu như thế nào, mà lên mạng thì ôi trời ơi loạn xạ sang ngầu. Nhiều khi tôi thấy mấy người yêu nước cái kiểu ở trong nước này nè, một cái có một cái số nhóm tự phát rồi tôi thấy ớt chạy đậu. Nhiều khi ông chính phủ mình thấy, tôi nhìn lại thấy thương ông chính phủ là cái gì, nói không mấy cái ông mà yêu nát nửa mùa kiểu trong nước á, cũng làm mấy ông nhà cơ quan nhà nước cũng điên đầu chứ không phải giỡn. Mấy ông ngồi mấy ông cũng phải bứt tóc á, lớp nào phải đánh cái đám giặt cỏ ba sọc xiên tà đất nước, rồi lớp nào cũng lại làm sao bảo vệ cái vấn đề mà tự do dân chủ nhân quyền trong nước cho nó phù hợp với lòng dân. Nhiều khi tôi thấy một số người lên bức xúc tại sao cái ông này ổng làm những cái điều sai phạm trong nước, mặc đồ cán bộ lên, con nhỏ nào ở ngoài Hà Nội đó mặc đồ cán bộ lên đại tá đại quý gì đó, lên mạng rồi live stream rồi chửi bới chính quyền rồi, mà tại sao có nhiều người nó không bắt nó. Cái vấn đề hiện nay Việt Nam mình, những người lãnh đạo họ giỏi lắm anh chị các bạn. Những gì mà anh chị em các bạn và tôi trên này mình đi một bước, nhưng những người lãnh đạo người ta đi tới 10 bước rồi. Những cái dự định dự hoạch định của người ta, tôi nói gì mà tôi nhìn xa lắm, tôi có cái nhìn xa giống như họ, không phải giống không. Tôi tin tưởng vào cái những người lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tôi tin tưởng từ khi mà tôi về quê hương đất nước là vào năm 1993 đó, tôi thấy cái sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam rất là giỏi, lái con thuyền vận mệnh đất nước và những cái vấn đề mà dân chủ tự do nhân quyền ở trong nước này thực thi rất là tốt. Nhưng mà chỉ có cái đám chống phá xuyên tạc đất nước ở ngoài, nó tìm đủ mọi cách nó xuyên tạc và nó đệ đơn lên, rồi một số những thành phần đệ đơn lên Liên Hiệp Quốc này kia đồ đó, với hội hiệp nhân quyền thổ tả rồi, rồi một số những người mà chân trong nước nó quậy phá rồi, nó bài trò. Rồi mấy cái thằng ở cái hội hiệp nhân quyền thế giới nó tưởng đâu thật, mà khi mà nó vào điều tra thì các bạn thấy té ngửa ra. Cái những người lãnh đạo người ta có chứng cứ, người ta đưa ra
đất nước Việt Nam thừa nhân quyền, thừa tự do dân chủ, về tôn giáo vậy. Tôi nói anh chị phải dư thừa luôn. Ở Mỹ mà cái kiểu mà đi vào quân đội con đường mà chính trị cũng vậy. Anh mà hết nhiệm kỳ mà hay là anh hết cái công việc của anh rồi mà anh về là anh cầm cái mỏ anh lại. Anh nói tầm bậy tầm bạ là nó bắt bỏ tù anh. Các bạn thấy chỉ có Việt Nam một số những cán bộ đảng viên ăn lương của bác vào đảng rồi lên mạng ăn không được rồi bắt đầu quay, hồi xưa đi theo bác vào đảng thì coi như là lợi dụng không được, bây giờ quay qua chống phá. Các bạn thấy lên mạng live stream làm đủ thứ chuyện tầm bậy tầm bạ, mà có ông nào mà bị bắt bớ đâu, ở bên Mỹ là nó lụm hết. Các bạn biết làm gì chính phủ như hàng thượng sĩ hạ sĩ Manny Radley, nó chỉ cần lên mạng nó nói tầm bậy tầm bạ rồi các bạn thấy nó đưa ra WikiLeaks nó những cái tin tức đó, tầm bậy tầm bạ. Ông Obama quất nhỏ 35 năm tù liền. Các bạn thấy đâu phải đơn giản đâu. Bởi vì phía Việt Nam mình cần phải thu thập hết tất cả những cái thông tin để đặng mà mình làm cái dữ liệu và bằng chứng. Mấy cái thành phần xuyên tạc tụi nó chó má lắm, các bạn biết. Tại vì nó chui vô mấy cái hiệp hội nhân quyền rồi của Mỹ, của thế giới đồ đó, nó vô đó. Nó nịnh hót mấy cái thằng chính trị gia của nước ngoài. Rồi nó cho mấy thằng đó ăn bánh vẽ, mấy thằng đó cái phương Tây mà ai nói làm sao thì nó nghe vậy. Chứ nó không có nhìn vào cái thực tế, mà khi nó vào trong Việt Nam rồi nó thấy hỡi ơi, nó hoàn toàn khác. Cho nên các bạn thấy cái vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam rất là giỏi. Nhiều khi tôi thấy anh chị các bạn bức xúc tại sao mà cơ quan nhà nước không vô bắt con cái thằng này, bắt cái ông kia, như cái ông Nguyễn Thanh ngoài, rồi cái thằng Lê Thanh gì nữa, thằng Lê Chí Thanh gì nữa đó, các bạn thấy không? Đấy, là cụ công an rồi làm sai bị kỷ luật, rồi sai bị khai trừ đảng rồi đó, các bạn thấy không? Rồi bắt giờ bắt đầu lên mạng phối hợp với lại mấy đám mà xuyên tạc chống phá đất nước, mấy cái thằng mà dịch tăng, mấy cái đám cờ vàng cờ chó bên Mỹ nó phái mấy cái đám này lắm. Các bạn biết nó tận dụng hết mức. Đó là những cái cơ hội tốt cho tụi nó mà. Nó tận dụng mấy cái thành phần mà cán bộ mà bất mãn chế độ á, nó tận dụng hết mức. Đó cũng là cái lý do mà tại sao mà các bạn thấy cụ Quy Hà Vũ nè, Tạ Phong Tần nè, Điếu Cày nè, là những cán bộ đảng viên đó, bị sa lầy. Các bạn thấy sa lầy giờ qua tới Mỹ cầm mỏ chó. Ở trong nước thì quậy tan nát luôn, quậy tơi bời ba lá luôn. Họ mù thông tin, họ kém hiểu biết. Họ chỉ nhìn thấy cái đồng đô la, cái đồng tiền mà cái tụi nước ngoài nó chu cấp á. Hỏi các bạn chứ lên chửi cộng sản, cán bộ bất mãn rồi quay qua viết báo nó bậy đồng bạ. Mỗi tháng nó cho 500 đô thấy là cũng khỏe rồi, 1000 đô là cũng quá ngon rồi. Tự nhiên nó gửi một tháng 1000 đô. Trong khi đó mấy cái đám bên hải ngoại đối với tụi nó 1000 đô nó đi lừa đảo người này kia, nó quyên góp thì nó cho mấy cái thành phần đó là bao nhiêu. Nhưng mà qua tới Mỹ rồi chết là chết cứng luôn. Ở trong nước thì hoạt động ghê gớm lắm. Ôi chàng nó coi hoạt động không ngừng, tuyệt thật luôn. Bắt một cái là tuyệt thật rồi. Giống như Trương Quý Sang gì đó, Sang Hô Sang gì đó. Các bạn thấy mấy cái tài đó các bạn. Ở trong nước thì ghê gớm, qua tới nước ngoài rồi hỡi ơi. Giờ giống như con mắm Nguyễn Ngọc Như Bụt cũng vậy. Sự thật nó còn rành rành ở đó chị các bạn. Bởi mấy cái tụi xuyên tạc chống phá đất nước. Nhiều khi tôi thấy tụi nó nhục nhã, tôi thấy tụi nó rất là đồi tồi bại, dồi bỏ. Phải nói là cái thứ dồi bỏ, không xứng đáng là một công dân Việt Nam. Chục đuổi cho nó lưu vong, lưu vong khắp, đi lưu vong vào mấy cái nước mà nó cuồng như Mỹ vậy đó. Cho mày qua đó mày chết mẹ tụi mày hết. Covid này tụi mày trốn trong nhà không? Đi ra thì làm ăn thì tiền bạc nó Mỹ mà nó thực tế và thực dụng lắm. Việt Nam thì mày chống ào ào qua tới Mỹ rồi cầm như hết. Những cái vấn nạn của xã hội Mỹ có dám vạch mặt ra không? Có dám viết báo lên án không? Mà trong nước thì ôi thôi, nhà nước Việt Nam làm cái gì cũng phê, cũng gọi là lên án một cách gọi là kịch liệt. Mà người ta lên án phản đối là để bày tỏ sự hiểu biết, để xây dựng lẫn nhau, chứ không phải kiểu mà lên án chỉ trích để phá hoại.
chia rẽ sự đoàn kết dân tộc. Bởi tôi thấy mấy cái đám chống cộng, tôi nói chị, nói chung cái đám chống cộng đi, phải không, hay là các thế lực thù địch, tụi nó khốn nạn ấy mày. Mỗi ngày nào tôi chỉ muốn làm sao chia sẻ những cái gì mà tôi nhìn tôi thấy, để những người khác họ không bước vào cái bánh xe đổ như vậy. Như bánh xe đổ anh chị các bạn, các bạn thấy đất nước phát triển, những người cơ quan nhà nước người ta lập chốt để đặng mà kiểm tra y tế, bảo vệ cái sự bình yên cho người dân, để đặng mà dịch, bệnh dịch nó không lây truyền ra. Người ta làm việc suốt, các bạn thấy không ngừng nghỉ. Các bạn có một thể chế tốt như vậy mà tại sao các bạn không biết bảo vệ đấy? Mình phải xây dựng lẫn nhau. Có cái tiêu cực, nhưng mà mình làm sao mình giúp nhau để đặng mà cái tiêu cực đó nó giảm bớt đi. Chứ không phải vì cái tiêu cực đó mình quay ra rồi mình chống phá, mình xuyên tạc, mình nói cái gì cho nó đúng. Chứ đừng có nói cái kiểu mà giống như muốn phá hoại đất nước này, tạo ra một cái sự bất ổn, bất an chính trị xã hội. Trong khi đó Tết nhất tới nơi rồi, người dân đang vui xuân, giờ này cũng có người kìa, các bạn thấy không, vẫn đèo túi, đèo sách, đèo giỏ. Bữa nay 30 rồi, ai cũng tranh thủ mà để đặng mà đi về quê. Các bạn thấy con đường này nha, các bạn biết hôm hổm tôi đi là bụi đá cát bụi, bây giờ nhà nước xây lên ai hưởng, dân hưởng chứ ai. Các bạn thấy không, vì khi các bạn, một số những người ở trong nước các bạn không có nhìn thấy những cái mà các bạn đang có một thể chế đang lo cho các bạn rất là tốt. Ở bên Mỹ tôi ở, các bạn biết cái nhà của tôi, cái khu vực tôi ở mấy chục năm đó rồi đó, hai mấy năm cái khu tôi mua tôi ở đó, đường xá tự đóng thế hết mẹ luôn á, mà tới nay cái đường mà vẫn phải tự làm lên đó. Chứ tại vì mình chấp nhận mình ra cái khu đó mình ở mà, chứ ông nhà nước nào làm cho mình. Chừng nào mà dân cư đó ở đông lên hết, ông lấy đủ cái thế của ông đó. Rồi dân ở đó họ mới đi, có nghĩa là họ giao cái bằng khoáng của những con đường đó lại cho thằng chính phủ, nó mới ra, nó mới sửa đường, nó mới maintain cái đường cho mình đi, và mình phải đóng thế, nó lấy thu thế cao lên nữa. Còn Việt Nam các bạn thấy không, ông chính phủ ông xây đường cả mấy trăm cây số như vậy để cho dân đi, những cái người mà lao động phổ thông là hưởng hết, chỉ có mấy ông nắm mấy ông có tóc, mấy ông chạy xe bốn bánh như tôi. Các bạn thấy, mấy người mà chạy xe bốn bánh rồi mới nộp tiền phí cầu đường, phí này phí nọ thôi. Tại xe bốn bánh chạy thì nó phá đường, còn xe mà hai bánh thì các bạn thấy dân hưởng hết. Mà những cái mặt tiền nhà ở đây là bây giờ lên giá, các bạn thấy những cái lợi ích quốc gia dân tộc gì, chính phủ bỏ ra hàng nghìn tỷ để đưa cái hạ tầng cơ sở lên phát triển kinh tế đất nước. Tại vì hạ tầng cơ sở nó là cái mạch máu lưu thông của cái nền kinh tế, anh chị các bạn nên nhớ như vậy. Nó lưu thông thuận tiện thì nó tạo ra cái nền kinh tế sầm uất, và nó giảm đi những cái chi tiêu của người dân. Người ta tiện ích cho người dân họ đi lại. Các bạn nghĩ một con đường đất, đường lộ mà nó vòng, nó nhảy, rồi đi xe, rồi nó chở đồ, rồi nó gớp chỗ này, nó gớp chỗ kia, bây giờ đường ngon như vậy chạy, xe không hư hao nhiều, mà lại rất là tiện lợi. Nhà cửa bắt đầu mọc lên, dọc theo tuyến đường này có những khu cái biệt thự lớn giả mang, người ta ăn nên làm ra. Còn những kẻ thì chống phá đất nước, tìm đủ mọi cách xuyên tạc, không ngừng mọi thủ đoạn. Thì lại mình thấy cái gì thì chia sẻ với anh chị các bạn, để chúng ta khuyến khích lẫn nhau. Lại mình chỉ ước mơ như vậy, làm sao mình có cái đất nước tốt đẹp. Tại vì tôi sống với thằng Mỹ mấy chục năm rồi, tôi biết nó. Và những cái người mà họ sống ở bên đất Mỹ, họ cuồng thằng Mỹ như thế nào. Cái đám chống phá đất nước thổ tả, cờ chó cờ má gì bên đó, nó toàn là dân thổ tả. Đại sứ của tụi nó toàn là dân ba sàm ba láp không, truyền thông của nó cũng vậy. Có bao giờ mà hồi xưa mình không biết thì mình ngồi đó mình nghe nó nói thôi, chứ các bạn, những người mà qua Mỹ người ta biết tiếng Anh rồi, đâu có ai bu vô mấy cái đài mà của truyền thông của Việt Nam bên nước ngoài mà ngồi nghe tụi nó nói tầm sàm đấy mẹ, nó nói trên trời dưới đất.
qua bên đó mình biết tiếng Anh ngôn ngữ, bởi vì nói chị các bạn tiếng Anh nó rất là quan trọng. Nghe những cái đài bình luận cũng là bài BBC, BBC đó, người ta nói nó chuẩn mực, người ta nói cái gì nó ra cái đó. Còn cái đài BBC của Việt Nam, chàng đặc ơi, nó là những cái thành phần xuyên tạc chống phá đất nước. Tụi ngày xưa tụi Mỹ và tụi châu Âu nó dùng cái đài đó để nó đánh cái gọi là tâm lý chiến đó. Bây giờ nó còn lại mấy cái thành phần cặn bã thôi, vô đó ngồi nghe tụi nó giết con người của mình, nó cũng lú lẫn, nó gọi là ngu đó, ngu muội. Nó ngồi đó, ở bên Mỹ mà tôi tới nhà bạn bè chơi, mua cái radio về nghe mấy cái đài Việt Nam đó, nó chèn ơi, mày ở Mỹ mà mày nghe mấy cái đài này chi vậy, rồi làm sao mà tiến thân nổi. Nó làm cho mình bị ngu si. Mình ở đất nước người ta thì mình phải học hỏi những cái hay, mình phải nghe đài của người ta để mình biết cập nhật thông tin truyền thông nó như thế nào. Còn mấy cái đám chống phá đất nước, xuyên tạc nước qua đó, mở ba cái truyền thông nó lên, tối ngày nó đu dây điện tối ngày nó đu dây điện đó, cái cờ vàng người vĩ đại rồi này, hát hò đàm ôi tầm xàm bả láp với mẹ, không ra hồn gì hết. Các bạn thấy đó, bây giờ cầm đem cái cờ vàng cầm ngay cái nóc White House, bây giờ bị bên mật vụ an ninh Mỹ nó liệt kê vô khủng bố rồi, cái đám khủng bố, thành phần khủng bố rồi. Các bạn thấy nhục không? Nhục cái mẹ, nhục như con cá nục. Thôi là mình chào chị các bạn nha, mình tiếp tục cuộc hành trình của mình. Bye bye, xin chào anh chị các bạn trong diễn đàn nha. Bye bye.